chào các bạn. Hôm nay mình đang ở trên sân thượng để xem tất cả các loại cây trồng. Hầu như là từ 70-80% là các loại cây đều lên rất là tốt. Tuy nhiên có hai cái loại cây mà mình trồng chưa đạt yêu cầu. Đó thứ nhất là cây cà chua, thứ hai là cây dưa leo. Đặc biệt là cây dưa leo mình trồng ban đầu tháng đầu lên sắc tốt và phát triển đều. Tuy nhiên khi bắt đầu ra trái non, tức là trái nó to bằng cái đầu ngón tay út, và sau lớn bằng ngón tay cái thì bắt đầu nó teo dần và nó không có tốt như ban đầu. Thì mình cũng làm đúng cái kỹ thuật mà một số bạn trên mạng hướng dẫn nhưng nó vẫn không như ý của mình được. Đây bây giờ các bạn xem mà còn lại những cái cây dưa leo mà mình đã hái được vài trái, còn thì bây giờ thì chắc là bỏ luôn chứ nó không thể phát triển tốt được. Nếu các bạn nào mà xem rạch về trồng cây trồng dưa leo thì cho mình học hỏi kinh nghiệm với nha. Như mình vừa nói, mặc dù trồng cà chua thất bại lần đầu nhưng mình vẫn tiếp tục trồng cà chua. Vì cái trái cà chua trồng để ăn thì mình rất là thích ăn cà chua sống, tức là cà chua chưa nấu mà để trái chín ăn đó, thì nó rất ngon. Và có lẽ mình trồng thì mình cũng không có phun thuốc cho nên là nó sẽ tốt hơn. Đây là những cây cà chua bạch tuộc lớn mà mình đã trồng cách đây khoảng chừng 3 tuần, bây giờ rất là lên rất là tốt. Đây các bạn xem, đây là trồng khoảng chừng gần chục cây cà chua lớn mà bạch tuộc. Đây, cái giống này thì nó leo lên vàng và mình cũng đã làm vàng để chuẩn bị cho các cây cà chua leo lên. Đây. Tuy nhiên cái cà chua bạch tuộc đây là bước đầu mình làm, cũng kết quả thì cũng chưa biết. Là các bạn thấy dạng mình làm này cũng đơn giản thôi. Đây. Và hy vọng là nó sẽ phát triển chứ không như các lứa cà chua trước mà mình trồng nó có ra cây nó ra cũng không có ngon lành lắm. Đây, bây giờ nó đang có bông thì mình sẽ ngắt hết cái bông này. Cà chua này nó đang có bông thì mình sẽ ngắt bông bỏ. Đây, cây này cũng đang tiếp tục có bông thì mình sẽ bỏ bông để cho nó leo lên vàng rồi sau đó mới ra hoa, nó đậu trái thì mới để nhiều được. Còn đây là cái cây dưa leo mà như mình đã nói hồi nãy đó, thì nó ra trái cũng rất là nhiều. Này, cái đây là chỉ 2 giây thôi. Đây, nhưng mà trái nhỏ bằng cái ngón tay mình này. Đây một trái, thêm trái nữa là 2 trái và trái bên này luôn, thì đại khái là nó to bằng ngón tay rồi. Đây. Còn cái trái này thì lớn hơn, tức là bằng cái cổ tay của em bé khoảng 3 tuổi. Đây, nhưng mà nó lại không có đẹp lắm. Cái cây này thì mình cũng hái được 4 trái rồi. Nói chung thì không hiểu sao mà mình cũng phân bón đầy đủ, mình phân hữu cơ. Đây các bạn thấy, còn đây là các cây dưa leo. Và mỗi cây này thì cũng cho được trái và hôm rồi mình cũng có hái rồi. Nhưng mà nhìn các bạn khác mà trồng á, mà đưa lên trên mạng á, và các bạn làm clip thì vườn dưa leo của các bạn rất là tươi tốt, ra trái rất là nhiều. Mà mình không hiểu thì có thể là giống một phần, thì giống này thì mình mua ở ngoài cái cửa hàng giống bán cây giống thì chắc là không phải là F1 nữa, nhưng mà có khi nó là F2. Nhưng mà người bán họ nói là các cái nhà cung cấp hạt giống họ đưa sao họ bán vậy, cho nên họ không chịu cái trách nhiệm. Thì cái này mình cũng chưa biết là để sau này tìm được cái giống F1 mà các cái chỗ mà cung cấp bán giống uy tín á, thì may ra là nó sẽ đạt như cái yêu cầu. Và vấn đề tiếp theo là
cái cây này thì lá thì nó bị nám lá rồi nó bị có rầy. Tuy nhiên mình hỏi một bạn trên mạng thì bạn nói là do nó thiếu nắng, nhưng thật ra thì chỗ này trên sân thượng này nắng bắt đầu từ 8 giờ cho tới tới 4 giờ chiều, nắng điên luôn. Cho nên là nó thiếu nắng thì không được, này là quá thừa nắng. Đây, các bạn thấy, cho nên là nếu mà bạn nào xem mà có rành về cây dưa leo á, thì cũng cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nữa. Bước đầu tại vì mình mới trồng, cây gì mình cũng muốn trồng hết, rau gì mình cũng muốn trồng để mình biết được cái kinh nghiệm. Chứ còn xem trên sách vở thì là một chuyện, nhưng ra thực tế là mình trên vườn nó là một chuyện, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Đây, bây giờ thì cây này là chắc là mình phải cắt bỏ thôi, để mình nhường chỗ cho mấy cây dưa lưới. Mình vừa dâm, tức là vừa trồng nó vào chậu cách đây khoảng một tuần, khoảng 10 ngày. Đây, bây giờ lại những cây dưa lưới này lại lại lên bắt đầu cao rồi. Đây đây các bạn thấy, đây thì nhường chỗ cho dưa lưới này. Đây, trong trồng ăn mà, cho nên nó là có trồng được cái gì ăn cái đó thì cũng cho nó ngon. Đây, cho nên nó chặt tí cũng được. À, đây các bạn thấy, còn đây là mấy cái cây dưa lưới bên này thì mình đã bắt đầu cọc dây để cho nó leo lên, cho nó ra trái thì nó không có bị nặng cái trái, nó bị tróc cái rễ đi, để bảo đảm cho cây nó sống, nó nuôi được trái. Và mình cọc tiếp cọc nữa, nhưng mà lại co lại thì hết dây rồi. Tức là phải có dây cột treo lên mới được, mà dây này phải sẽ dây dù, thì mình xài cái dây dù cho nó chắc. Đây, còn những cái cây này là chút xíu là mình sẽ đi mua về để cột nó vô và treo nó lên cái dây cho nó chắc chắn. Còn đây là những cây cà chua còn lại. Mình hôm trước thì mình nói là cà chua chuỗi lọc, nhưng mà lại cũng không có đúng, phải biết đúng hay không. Thì tự nhiên mình nhìn thấy các bạn khác đưa cái hình cũng giống như thế này, các bạn gọi là cà chua Nova. Thì thôi, cà chua Nova hay là chuỗi ngọc gì cũng được, miễn mình trồng mà có ăn mà nó an toàn là mình trồng nhiều thôi. Thì như hồi nãy mình nói thì nó cũng chết hết cả chục cây luôn, vừa bị nấm, vừa bị sắn lá. Dinh dưỡng á, thì mình là dinh dưỡng á, tức là về phân bón á, thì mình sử dụng trùng quế, phân cá, nói chung là phân bón thì mình làm đúng đúng kỹ thuật hết. Tuy nhiên á, là nó vẫn bị nấm, bị sâu rồi. Thì cái cây nào mà bị nấm nhiều là mình bỏ, chứ cũng không có xịt thuốc nữa. Cho nên hồi trước thì các bạn thấy mà cái vườn của mình giới thiệu đó, quá trời cà chua luôn. Bây giờ còn đây còn cà chua bi trái tròn á, thì hôm bữa mình cũng thu hoạch rồi, cũng được vài chục trái. Đây, cũng đang tìm hiểu nguyên nhân đó, thì nhiều bạn cũng nói là thiếu dinh dưỡng rồi thiếu nước. Thật ra thì những cái đó lại không thiếu đấy, nhưng mà do vấn đề sâu rầy rồi bị nấm. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Chào tất cả các bạn.